kỳ vọng xuất khẩu hàng hóa tháng cuối năm. Việt Nam Great Sale 2023, kích cầu tiêu dùng, đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Mỹ chứng kiến doanh thu kỷ lục trong dịp lễ Tạ ơn và Black Friday. Quý vị đang theo dõi bản tin con số và sự kiện kinh tế của Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, tính từ đầu năm đến ngày 15 tháng 11, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 587 tỷ đô la Mỹ, trong đó xuất khẩu giảm 6,4%, nhập khẩu giảm 11,7%, cán cân thương mại hàng hóa xuất siêu hơn 24 tỷ đô la Mỹ. Sau nửa đầu năm nhiều ảm đạm, những kết quả tích cực gần đây giúp hoạt động xuất khẩu đang thu hẹp dần sự sụt giảm so với năm 2022. 11 tháng qua, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 306 tỷ đô la Mỹ. Có 33 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu hơn 1 tỷ đô la Mỹ. Về nhập khẩu hàng hóa, từ đầu năm đến hết ngày 15 tháng 11, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt khoảng 282 tỷ đô la Mỹ. Cục xuất nhập khẩu Bộ Công Thương đánh giá, hoạt động xuất nhập khẩu được dự báo tiếp tục khởi sắc trong tháng cuối năm do được hỗ trợ bởi các yếu tố như lạm phát có xu hướng hạ nhiệt tại các nền kinh tế lớn như Mỹ, châu Âu, tồn kho tại các nước đang giảm dần. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ hàng hóa cũng thường tăng cao vào dịp lễ hội cuối năm. Trong cái sự sụt giảm, tuy nhiên chúng ta đã duy trì được một cái nét tích cực ở đây, một cái điểm tích cực đó là chúng ta góp phần đảm bảo được cái nguồn cung ngoại tệ và chúng ta sẽ duy trì được cái cán cân thương mại lành mạnh để chúng ta có thể góp phần ổn định kinh tế vĩ mô. Thời gian tới, Bộ Công Thương sẽ tiếp tục đẩy mạnh đàm phán ký kết các hiệp định, cam kết, liên kết thương mại mới để đa dạng hóa thị trường, sản phẩm, chuỗi cung ứng. Dệt may, một trong những ngành hàng xuất khẩu chủ lực và giữ vai trò quan trọng đối với sự tăng trưởng của nền kinh tế. Năm nay dự kiến xuất khẩu đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, mặc dù gặp nhiều khó khăn, kim ngạch dự kiến giảm so với năm ngoái, nhưng ngành vẫn ghi nhận sự bứt phá kỷ lục về thị trường xuất khẩu. Theo Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2023 dự báo tổng kim ngạch xuất khẩu toàn ngành dệt may đạt hơn 40 tỷ đô la Mỹ. Chưa năm nào ngành dệt may xuất khẩu vào nhiều thị trường như năm nay với 104 thị trường vùng lãnh thổ, trong đó thị trường lớn nhất của ngành dệt may Việt Nam vẫn là Mỹ, tiếp đó là Nhật Bản, Hàn Quốc và Liên minh châu. Các doanh nghiệp đã mở rộng xuất khẩu sang thị trường các nước như châu Phi, Nga, Ấn Độ. Năm 2024, dữ liệu thị trường vẫn còn nhiều khó khăn nhưng ngành dệt may vẫn đạt mục tiêu tăng trưởng 10% với kim ngạch xuất khẩu dự kiến 44 tỷ đô la Mỹ. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023 sẽ diễn ra trên phạm vi toàn quốc, giá trị khuyến mại có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp. Chương trình được kỳ vọng sẽ giúp khai thác tối đa thị trường nội địa đang hồi phục để nâng cao tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong khoảng thời gian cuối năm. Chương trình khuyến mại tập trung quốc gia 2023, Việt Nam Grand Sale 2023 sẽ diễn ra từ ngày 4 tháng 12 đến ngày 10 tháng 1 năm tới trên phạm vi toàn quốc. Chương trình được triển khai với mục tiêu tạo ra một khoảng thời gian vào dịp cuối năm để tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi lĩnh vực ngành nghề kinh tế có thể chủ động thực hiện các chương trình khuyến mại. Không chỉ giảm giá từ 30 đến 50% như thông thường, mà mức khuyến mại tối đa các doanh nghiệp được triển khai trong chương trình có thể lên đến 100% tùy vào lựa chọn của doanh nghiệp. Chúng ta cùng đồng hành, cùng phát động cũng như là lan tỏa cái chương trình để mà chúng ta sẽ có hướng đến một cái mùa mua sắm cuối năm của các cái doanh nghiệp, thì cũng là một cái mùa tiêu thụ hàng hóa mà tôi cho rằng là hết sức là có hiệu quả trong cái bối cảnh chúng ta cũng đang kích cầu tiêu thụ nội địa và kích cầu tiêu dùng trong nước. Chính cái thời điểm như vậy thì thông qua các doanh nghiệp, thông qua các cái phương tiện thông tin đại chúng, rồi là thông qua các cái sở công thương, các hiệp hội ngành hàng, thì tôi cho rằng là cái giá trị lan tỏa đến những cái người tiêu dùng thì sẽ rất là đầy đủ. Để tránh tình trạng khuyến mại ảo, chương trình có sự phối hợp giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các hiệp hội ngành hàng, các tổ chức và người dân trong việc quảng bá, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát hoạt động khuyến mại của các doanh nghiệp, đảm bảo tính công khai, minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật. Thực hiện chủ trương phát triển về hướng đông tạo đà phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bến Tre đang đẩy nhanh tiến độ các dự án điện gió tại các huyện vùng biển và bước đầu đạt kết quả khả quan. Năm nay, tỉnh Bến Tre tiếp tục hòa lưới thêm 128 MW điện gió, lũy kế tổng công suất đóng điện hòa lưới là hơn 221 MW. Toàn tỉnh có 8 trong tổng số 19 dự án điện gió đã phát điện thương mại lên lưới 110 kV. Hiện nay, các ngành chức năng của tỉnh đang tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục pháp lý để hòa lưới các dự án điện gió lắp đặt tua bin
phối hợp rà soát và kiến nghị Bộ Công Thương cập nhật các dự án và kế hoạch thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chuyển sang những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần. Một báo cáo mới công bố trước thềm hội nghị thứ 28 các bên tham gia Công ước Khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu COP28 diễn ra ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất cho thấy biến đổi khí hậu đang gây tổn thất hàng tỷ đô la cho nền kinh tế thế giới trong năm 2022. Báo cáo ước tính tác động của tình trạng biến đổi khí hậu do con người gây ra đã làm giảm 6,5% GDP toàn cầu trong năm 2022. Các thông số phản ánh cả những hậu quả trực tiếp của biến đổi khí hậu như những gián đoạn với ngành nông nghiệp và sản xuất, giảm sản lượng vì nắng nóng cũng như những tác động gián tiếp qua thương mại và đầu tư toàn cầu. Những nước thu nhập thấp và trung bình hứng chịu cùng lúc nhiều tổn thất cả về vốn và GDP, ước tính tổng tổn thất trong 30 năm qua lên tới 21.000 tỷ đô la, tương đương 50% tổng GDP của nhóm các nước đang phát triển trong năm 2023. Trong tháng 11, tỷ giá hối đoái của đồng nhân dân tệ so với đô la Mỹ có xu hướng phục hồi mạnh. Điều này được cho sẽ có tác động tích cực đến nền kinh tế Trung Quốc và việc khôi phục niềm tin thị trường. Theo Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, việc tỷ giá đồng nhân dân tệ tăng sẽ cải thiện kỳ vọng của thị trường và khôi phục niềm tin thị trường. Điều này cũng cho thấy nền kinh tế Trung Quốc đã chạm đáy và bắt đầu phục hồi. Trong khi đó, các chuyên gia kinh tế nhận định nhân dân tệ tăng giá là do một số yếu tố như Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed phát đi tín hiệu tạm dừng tăng lãi suất tại cuộc họp vào đầu tháng 11, khiến chỉ số đô la giảm, do đó giảm áp lực lên đồng nhân dân tệ đang mất giá. Số liệu kinh tế quý 3 của Trung Quốc cũng vượt mong đợi, trong khi hàng loạt chỉ số kinh tế trong tháng 10 được cải thiện đáng kể. Chi tiêu của người tiêu dùng Mỹ dành cho mua sắm trực tuyến trong tuần lễ điện tử kéo dài 5 ngày từ lễ tạ ơn đến Black Friday và Cyber Monday đã tăng 7,8%, vượt xa mức dự báo ban đầu 5,4%. Theo Liên đoàn Bán lẻ Quốc gia, hơn 200 triệu người, tương đương hơn 60% dân số Mỹ, đã mua sắm trong các dịp lễ tạ ơn Black Friday và Cyber Monday, vượt kỷ lục người mua sắm năm ngoái. Cuối tuần nghỉ lễ tạ ơn thường đánh dấu sự khởi đầu của cơn sốt mua quà cuối năm. Đây là giai đoạn quan trọng đối với các nhà bán lẻ vì doanh số bán hàng từ tháng 11 đến tháng 12 cộng lại có thể chiếm khoảng 20% doanh số bán hàng của các cửa hàng trong cả năm. Trung bình người tiêu dùng Mỹ chi tiêu khoảng 321 đô la cho các giao dịch liên quan đến lễ tạ ơn. Trong khi đó, doanh số bán hàng trực tuyến trong dịp Black Friday năm nay cũng đạt con số kỷ lục là gần 10 tỷ đô la. Và với Cyber Monday, con số thậm chí còn cao hơn. Người tiêu dùng đã chi hơn 12 tỷ đô la, tăng 9,6% so với năm 2022. Những con số này báo hiệu một mùa mua sắm nhộn nhịp trong dịp lễ cuối năm, bất chấp các dữ liệu về lạm phát. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin con số và sự kiện kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị.